Theo một nghiên cứu đang trên kỳ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, số ra ngày 5 tháng 4, các vùng biển ở xích đạo đang ấm lên do biến đổi khí hậu, đã buộc hàng nghìn loài sinh vật biển nơi đây phải di tản về các vùng biển ở hai cực của trái đất, đe dọa đến hệ sinh thái biển cũng như kế sinh nhai của người dân sinh sống ở các vùng biển xích đạo. Các nhà khoa học đã so sánh dữ liệu của gần 50.000 loài sinh vật biển trong 3 giai đoạn cho đến năm 2015 Kết quả cho thấy sinh vật biển ở vùng nhiệt đới giảm khi nhiệt độ biển trung bình hàng năm tăng trên 20 đến 25 độ C tùy vào từng loài. Riêng ở khu vực xích đạo, các loài sinh vật biển đã giảm khoảng 1.500 loài. Tình trạng này sẽ tiếp tục trong suốt thế kỷ. Tuy nhiên, tốc độ sẽ phụ thuộc vào việc liệu thế giới có giảm được lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hay không. Ngoài ra, cũng theo một báo cáo đăng tải trên tạp chí Nature, ước tính tiềm năng đánh bắt tối đa các loài sinh vật biển trong vùng nhiệt đới tại những vùng đặc khu kinh tế sẽ giảm 40% vào giữa thế kỷ này nếu không giảm được sự ấm lên của trái đất, trong khi sản lượng đánh bắt các loài cá sống ở dạng san hô phục vụ tiêu thụ trong nước thậm chí có thể giảm mạnh hơn nữa.